Hello anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ review qua về cái mặt T25 này. Cái này thì mình mua trên Shopee, cái shop nước ngoài. Thì mình thì hiện tại vẫn chưa chia sẻ cái đường link của những cái shop nước ngoài để anh em có thể mua được những sản phẩm này. Những cái mạch này thì mình mua thì thường thường những cái shop nó rẻ nhất. Thì cái mạch điều khiển T25 này nó có một cái chiết áp tăng chỉnh này, một cái màn hình hiển thị LED và một cái chiết áp khâu này và một cái đường dây hàn cho ngoài này. Thì hôm trước ấy, mình đã chia sẻ các anh em hàn cái tay hàn T12 rồi, mình có hình ảnh và hướng dẫn cụ thể. Thì hôm nay thì mình chia sẻ anh em về cái hàn chân này này, hàn chân này nhá. Hàn chân này thì cái hàn chân này thì nó sẵn đầu rồi anh em ạ, nó có sẵn đầu và có dấu ở đây rồi. Đây là đầu trên này này, thì anh em chỉ việc hàn đúng cái đầu trên vào đây, anh em đặt đây là ok, là thì là nó đã đúng chân rồi này. Anh em chỉ chấm hàn là ok nhá. Còn chiều âm dương thì anh em mình cắm. Còn cái diode này thì nó theo chiều của nó cộng trừ chân cọc là chân ngắn, chân trừ là chân dài thì sẽ như vậy. Thì anh em lắp vào như vậy là đã là ok nhá. Thì trên linh kiện này ấy, thì mình quan sát ở đây ấy, thì nó có một con nó đều không che hết nhá. Thì đây nó sử dụng cái con phét này, đây là con mình zoom lại một chút nhá, mà thế nhỉ, đây là con BA7B12 nhá. Thì không, BA7B12 thì mình nghĩ nó 12A, đấy, con trở công suất để đóng nguồn cộng trừ nguồn dương đấy, còn nguồn âm vào cái chân của cái tay hàn. Thì cái con này ấy, để mình xem nó là nguồn âm và nguồn dương. Đấy, anh em ạ, nó đang là đóng cái chân cộng và nó kích nguồn vào chân cực GD cực G hoặc là cực BC B và cực B để đóng cái điện dương này, và tùy theo cái hiệu chỉnh của cái chiết áp này, cái qua cái con đít 8 chân này. Con đít 8 chân này là con IC nguồn xung, nó sẽ dao động theo cái điện áp mà kích cửa từ con chiết áp này ra qua cái con hiển thị. Mình đoán cái con 15W405AS này là cái con hiển thị màn hình LED nha anh em nhé, và điều chỉnh tín hiệu LED. Thì con này là cung cấp tín hiệu LED nhé, hiển thị thông số ra cái màn hình LED này. Thì cái cơ bản về cái mạch này ấy, thì sử dụng cái điện áp của tay hàn T12 ấy, thì nó cũng chẳng có gì mà hỏng, nên là anh em cứ yên tâm sử dụng thôi. Mạch thiết kế rất là thông minh và rất là rẻ tiền nha anh em nhé. Ok. Thì hôm nay mình sẽ chế vào cái tay hàn đôi để mình để lên cái phòng vừa làm việc bên trên nha anh em nhé. Hello anh em nhé. Thì mình sẽ làm cái hộp để đặt cái bảng điều khiển đây. Thì mình sẽ làm hai cái tay hàn nhé, tại vì cái bảng điều khiển này ấy, thì mình sẽ làm ở hai bên. Mình đang dự tính là đặt dọc, nhưng mà mình thấy thì nó cũng không ổn lắm, thì mình đặt ngang thì cái trên cái dưới. Thì mình đang tính là phương án là đặt cái trên cái dưới. Cái trên cái dưới ấy, thì bên nào thì anh em điều khiển luôn bên đấy thì nó cũng hợp lý. Còn nếu mà đặt cái trên cái dưới là nếu mà không quen mình có thể nhầm lẫn, ví dụ tay trên tay dưới thì cái đấy thì cũng không thể nào nhầm được. Tại vì thực tế mình để ở đây thì cái bộ hàn nó sẽ nối trực tiếp vào đây rồi, thì anh em nhìn thì cũng dễ. Còn đặt ngang như vậy thì anh em mình nhìn thì anh em phải nhìn ngang đúng không? Thì nó hơi nghéo rồi. Thì thôi mình quyết định là đặt cái trên cái dưới nhé. Ok. Cũng như anh em thấy ấy, mình sẽ quan hai lỗ là bắt lỗ trên lỗ dưới. Thì cái mũi khoan này mình khoan là cũng vừa rồi, là nó kít luôn, thì mình có thể ngoái ra một chút. Thì cái mũi khoan ấy mình sẽ review cho anh em luôn để anh em biết là nó sử dụng mũi khoan nào. Nó sử dụng mũi khoan là HSS 6.5 nhé, 6.5 anh em có thể cùng 7 được, 7 thì nó hơi rộng một tí nhưng mà nó vừa luôn. Mình thì mình làm kít. Thì sau khi mình sẽ taro này thì mình sẽ đánh dấu đường trên đường dưới và mình tiến hành cắt nhé. Thì anh em mình mà nếu mà có máy mài tay ấy, thì cắt một tay không thì anh em mình dùng cái gì nhỉ, dùng cái thời gian mình sẽ xoa ra một ít nữa nhé, nó lọc nó một chút đấy. Sau ok mình sẽ lấy thẳng ra, lấy thẳng ra và mình sẽ lấy dấu màn hình nhé. Ok.
Bây giờ mình sẽ tiến hành test cho anh em. Mình sẽ để cái mức nhiệt là cao nhất là 500 nha, mình cắm vào. Mình test. Ok. Ghi bắt đầu test này, đồng hồ báo là ăn 16 15 16W. 24W hiện lên 34W. Thì với cái mỏ hàn bé này ấy, thì nó vẫn tiếp tục nháy khi nào nó đầy đủ nhiệt thì là nó sẽ không nháy nữa. Thì mình cắm xuống một cái bên dưới nha, thì nó cũng tiếp tục nháy, mình cũng chỉnh hết cỡ, nó được 480 nha, nó vẫn tiếp tục nháy. Ok, và bây giờ mình tiến từ hành thử cái mỏ hàn to hơn thì mình xem nó có ăn nhiều oát hơn không. Thì để mình sẽ rút ra nhé. Ok, hơi nóng anh em ạ, hơi nóng. Rồi mình rút ra, rồi mình cứ để nguyên đấy là mình sẽ cắm vào. Anh em nhìn nhé. Ok, đây mà anh em nhìn cái đồng hồ bên trên kìa, nó ăn 54W, 55W. Bình thường nó là 25W nha, nó vẫn đang tiếp tục nóng lên 40W kìa. Có lúc còn 54W, là mình để tuột dây rồi, để mình cắm lại nhé. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy không? Có khoảng ba mấy watt, còn mức nhiệt duy trì của nó cũng là 12 13W. Mình cảm giác như cái mỏ hàn to này nó nhiều công suất hơn. Cái này thì mình phải xem có đúng không, chắc là mình cũng phải thử lại. Vụ mình cũng thấy vô lý, tại vì thường thường cái mỏ này nó không liên quan đến cái mức nhiệt đâu. Mình sẽ thử lại nhé. Ok, mình rút ra thử lại. Ôi giời. Ôi giời. Ok, đấy, ok, cái lọ ăn 58W kìa, chứng tỏ là lúc nó khởi động nó ăn dòng cũng rất là lớn, nó gần 60W nhé. Thì mỏ hàn này chắc là mỏ hàn 60W anh ạ, T12 60W. Thì anh em mình điều chỉnh tăng nhỏ ở đây thôi. Mình sẽ nghĩ là mình sẽ làm hai cái công tắc ở đây để điều chỉnh riêng. Để điều chỉnh riêng. Ok, đây là hai công tắc, thì mình sử dụng hai công tắc này thì tại vì hai công tắc này nó sẵn có anh em ạ. Hai công tắc nó sẵn có thì mà nó dễ thay mà nó bền, tại vì cái công tắc này công tắc silo đấy. Đấy, mình sẽ tiến ra. Hello anh em nhé. Vậy là mình cũng đã hoàn thành được cái gọi là cái gì nhỉ? Cái bộ hàn điện 12V. Thì cái này mình sẽ đấu cọc âm dương ra ngoài nhé. Cái này dùng điện 12V mà mình sẽ đấu cọc ra ngoài. Thì ở trong đây mình sẽ sử dụng này, đường âm này và đường dương nhé. Mình sẽ đấu qua một công tắc, đường dương mình sẽ đấu qua một công tắc nhé. Để cái chiều dương mình sẽ đấu qua công tắc, còn đường âm mình sẽ đấu trực tiếp. Thì đây, cái bên trong của nó như vậy. Mình sẽ bắt vít và mình sẽ test thử cái công tắc này xem nó hoạt động ổn định chưa nhé. Bây giờ thì nó có công tắc thì mình bật từng cái một được. Ví dụ mình dùng cái nào thì mình bật cái đấy thôi. Chứ không như vừa nãy thì mình định chấu song song thì cái một lúc thì bật hai cái thì nó không ổn lắm anh em ạ. Tất nhiên là nó cũng chẳng ăn dòng ở đâu nhưng mà nhìn nó buồn cười. Và ví dụ mà mình quên đấy thì cái mỏ hàn mình cắm luôn vào đấy thì mình không thể rút ra thì chắc chắn là nó sẽ ăn dòng hơn rồi. Cái điều đó là điều không thể nào tránh được. Bây giờ mình sẽ cắm nha. Và mình bật điện lên. Ok. Và mình bật cái thứ hai lên nha. Ok chưa? Vậy là mình muốn sử dụng cái nào mình dùng cái bật cái đấy. Mình sử dụng cái công tắc này ấy, tại vì cái công tắc này ấy, nhà mình nó sẵn. Nó sẵn có anh em ạ. Nó sẵn có. Và nó bền, nó được cái bền dễ thay. Anh em hỏng cái thì anh em sẽ thay được. Đấy, nó dễ thay. Mình thích dùng cái nào thì mình bật cái đấy. Thì hôm nay là mình chia sẻ qua cái đánh giá cái mạch này. Mạch thì dùng bình ổn định thôi, tại vì nó dùng cái con MOSFET đóng cực âm dương thì nó cũng chẳng bao giờ học được. Và nó đóng theo cái điều khiển của con IC lập trình sẵn ở trong đây. Thì nó cũng chỉ có vài con linh kiện thôi. Đấy, vậy là đã ok nha anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi và nhớ là ấn subscribe và ủng hộ mình.
mình sẽ cố gắng ra những cái học hỏi và ra những cái video bổ ích để phục vụ anh em trong cái cuộc sống đấy. Đấy, khi anh em chỉnh lên nên nó nháy ngay. Ok nhé. Vậy là ngon, mình còn để thừa một cái đây. Có thể sau này nếu mà ví dụ nhiều người thì mình sẽ cắm thêm một cái ở ngoài này. Thì mình làm cái dây hàn nó dài hơn. Mình làm một cái trên này nữa thì cho 3 người. Ok nhé. Mình cũng có nhiều dự định đấy, nhưng mà hiện tại thì mình cũng chưa tập trung được người, với cả mọi người thì cũng chưa ủng hộ mình nhiều. Cảm ơn nhé.